Tình Em Xứ Quảng sẽ có, Em Như Tia Nắng Mặt Trời cũng có. Em rất nhớ bài Huế Xưa vì nó ngọt ngào sâu lắng. Có luôn, sau đây luôn nghe. Từ từ để Lâm Nhật sắp, Lâm Nhật hát từ từ cho quý vị nghe. Sắp bài là nghề của Lâm Nhật, để Lâm Nhật sắp. Sắp bài mới hay. Nhớ lắm Trường Sa, anh vừa hát gần lắm Trường Sa em nghe. Rồi, nhà thơ Thiên Hà và nhạc sĩ Anh Việt Thu là một đôi bạn tri kỷ nha. Ok, ok kìa. Anh nói ok gì anh đọc không ra. Lấy bia nha, em đang quay màn hình đó nha, anh yêu nha, uống say nè, em đang quay đó. Hai người quen nhau ở một cái quán cà phê dưới phòng trà Bồng Lai, tức là phía trên lầu là phòng trà Bồng Lai, mà dưới là cái quán cà phê nghệ sĩ ở ngoài ok anh Danny, ở ngoài quận nhất, ở đường Hồng Thập Từ quận nhất đó, bây giờ là nó là gần chỗ Lý Tự Trọng quận nhất đó. Đó, hai người gặp nhau và những cái ý chí lớn đó, những người cùng chung một cái ý chí tư tưởng và tâm hồn, và họ nhanh chóng trở thành một đôi bạn thân và họ dọn về thuê một căn gạc ở trong thành phố mình. Rồi sau đó hai người cùng đi lĩnh và đối diện nhà đó có một người con gái, đối diện cái nhà trọ đó có một người con gái hay xây vuông, tóc dài chải, và nhà thơ Thiên Hà ngồi bên đây mà nhìn qua và tương tư cái người con gái bên đó và nói với anh Việt Thu là bên kia có cô gái xinh quá, mà hai người không dám mở lời, nhưng mà cuối cùng chưa kịp mở lời thì hai người ra mặt trận, anh Đờ Rơ xuất hiện kìa. Đúng rồi nha. Hôm nay nhà mình đông vui quá, và cái tình bạn họ lượng để cái đồ mà bao nhiêu thơ của Thiên Hà viết ra là anh Việt Thu phổ nhạc đều rất là nổi tiếng. Và nổi tiếng nhất là có ba bài nè. Nhớ Nhau Hoài, Dọ Về Miền Xuôi, Người Đi Ngoài Phố. Mỗi bài là mình sẽ kể cái câu chuyện xuất xứ ra đời. Và khi hai người ra mặt trận và tưởng tượng á, không biết cái người ta có thương mình không, mà tưởng tượng cái người con gái đó, người ta rất là yêu thương, người ta rất là nhớ nhà thơ Thiên Hà. Và hai người hứa là sẽ bình an trở về thành phố, bởi vì là cứ sợ cái người con gái đó, người ta chờ mình về đó. Mai Lỡ Không Về, Chắc Em Buồn Biệt Mấy, Dáng Nhỏ Xuân Xưa, Có Nhớ Đêm Ngày. Thơ Thiên Hà, âm nhạc Anh Việt Thu. Kính mời cả nhà cùng nghe Nhớ Nhau Hoài. Có duyên hả em? Thích nghe anh nói chuyện. Cảm ơn cả nhà. Hay quá. Xíu Lâm Nhật hạt Bolero Nhớ Nhau Hoài, pha dòng Huế nha. Hát Huế Huế hay. Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thì thầm. Nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cuốn mây về. Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn và thương đôi mắt đỏ. Em buồn vì mình thương nhau, vì mình yêu nhau nên mới dần hơn, vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Anh ở nơi nào, có còn mùa xuân không anh?
rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thì thầm, mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy. Giang nhỏ xuân xưa có nhớ đêm ngày. Cảm ơn cả nhà mình. Miếu Nữ ơi, bài này là những người con trai đó nói về những người thương của mình. Lâm Nhật đổi một chữ nha, không hát mắt nhỏ nữa, hát mắt đỏ nha. Người con gái nhớ người yêu được không? Mắt đỏ rất đẹp. Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn và thương đôi mắt đỏ. Em buồn vì mình thương nhau, vì mình yêu nhau nên mới dần hơn, vì mình xa nhau nên nhớ nhau hoài. Anh ở nơi nào, có còn mùa xuân không anh? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thì thầm, mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy. Giang nhỏ xuân xưa có nhớ đêm ngày. Mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy. Giang nhỏ xuân xưa có nhớ đêm ngày. Mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy. Giang nhỏ xuân xưa có nhớ đêm ngày. Sống thật à, Lâm Nhật thấy sống thật với ai vô nữa đó. Đúng rồi. Ai vỗ tay cho anh đó? The End. Lữ Bố, đúng rồi. Hôm nay nhà mình rất là mạnh luôn, rất là vui luôn, rất là đông vui. Hình như cái đoàn ca nhạc này mở màn, mở cửa rạp hát buổi sáng á, có vẻ rần rần hơn là hát buổi chiều tối. Sao trời. Hay ha, em ơi, rồi cài em ơi, xong cái clip này nha, xong clip này cả nhà, hát tiếp này nha, ôi chà.